Nữ tiến sĩ luật người Mỹ đi tham quan hoang mạc Kalahari, không may chiếc máy bay lại gặp sự cố khiến cô phải lang thang trong hoang mạc. Trong cơn khát cháy cổ lại tìm được một máy bơm nước ở đây. Quay cánh quạt thì nó sẽ tạo ra nước, nhưng xuống tới nơi thì nó lại hết con mẹ nó rồi. Lấy vỏ lon để vào hứng nhưng nước chảy khiến nó lại đổ mất. Đến lúc chèn cục đá vào cho chắc thành công lấy được nước thì con khỉ lại lấy trộm uống. Nghĩ mà nó cay cả chim. Lần thứ hai cô gái thủ dâm vài cục đá cầm theo để ném dọa chúng, nhưng nó không sợ mà vẫn phải đến lấy, lại còn gọi thêm cả đồng bọn đến nữa chứ. May mắn là lúc này lại có một cơn gió, nước nôi chảy ra linh láng. Cô tiến sĩ lúc này như muốn trêu ngươi lũ khỉ, đừng hòng mà đòi đến uống nước nhá. Đã thế tao cho chúng mày nhìn mà chảy nước miếng luôn, còn bao nhiêu cái tình huống trớ trêu mà cô tiến sĩ sẽ gặp phải nơi đây. Hôm nay mình xin review cho các bạn phần 2 của bộ phim Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười. Đã 9 năm trôi qua kể từ phần 1, thổ dân Kalahari vẫn chưa biết gì đến thế giới bên ngoài. Lần này có một đám động vật tặc đến đây sang ngà voi. Chúng mang theo những xe thùng chứa nước lớn và khi nước gần hết họ lại phải nhanh chóng rút lui. Cứ mỗi buổi tối mọi người xung vầy nghe Si kể về nơi tận cùng của thế giới mà anh đã thám hiểm để vứt cái vật xấu xa ở tập trước. Vào sáng sớm họ thường xem dấu vết dưới đồng cỏ, coi chúng như một tin tức về các loài vật. Si có hai đứa con nhỏ và hàng ngày chúng cứ đòi theo Si đi săn bắn hái lượm. Ở cảnh khác, chúng ta có một công ty luật. Nữ tiến sĩ xinh đẹp cần tới Kalahari để phát biểu trong một hội nghị. Quay lại với gia đình Si, trong một lần đi săn họ thấy dấu vết của một con voi bị thương. Si nói hai chị em hãy về trước để nhóm người đi tìm và cứu con voi. Hai chị em thấy trên mặt đất có những hình vẽ kỳ lạ. Chúng tò mò đi theo dấu vết lạ trên mặt đất và trông thấy một vật thật lạ lùng. Cô chị thông minh liền viết rằng hình trên mặt đất chính là dấu chân của vật này. Hai chị em tò mò họ trèo lên trên. Chúng chưa bao giờ thấy có nhiều nước như vậy trên thế giới. Nhưng lúc này bác tài xế cũng ngủ dậy vội cho nổ máy đi. Hai chị em giật mình định trèo xuống nhưng di chuyển quá nhanh khiến chúng phải ở lại. Si cùng mọi người phát hiện ra chú voi đã chết, qua dấu vết sẽ biết được rằng do những con người kỳ lạ đã giết chúng. Mọi người liền về để gọi dân làng đến lấy thịt về ăn cho đỡ phí. Hai chị em lúc này vẫn bám trụ trên xe. Thần linh đã mất cả đời để tạo ra một con voi, không hiểu sao bọn chúng lại lấy cái ngà của chúng đi nhỉ. Si phát hiện ra dấu chân của bọn trẻ đã mất. Anh liền đoán được chúng đã lên vật kỳ lạ kia, vậy là anh lại lần theo nó. Nữ tiến sĩ lúc này cũng đã đến vùng lân cận sa mạc. Cô chuẩn bị có bài phát biểu tại hội nghị lúc 3 giờ chiều nhưng anh hướng dẫn viên du lịch lại mời cô đi tham quan một vòng sa mạc. Chuyến bay có lẽ sẽ kéo dài 30 phút đủ để cô tiến sĩ có thể về kịp bài phát biểu. Anh hướng dẫn viên tinh tướng cho máy bay đáp xuống đồng cỏ. Tại đây anh gặp một đồng nghiệp là tiến sĩ sinh vật học tên là Stephen, bảo là có một con hươu cao cổ bị thương, cần cấp cứu nên anh này lên máy bay để đến chỗ đó luôn. Tổng đài gọi báo rằng có bão sắp đến nhưng đã quá muộn vì hai người kia đã cất cánh. Hai người nhanh chóng bị lạc vào trong cơn bão nguy hiểm. Khi thoát ra khỏi cơn bão thì họ lại hết nhiên liệu. Anh chàng phải lấy chai rượu ra để đổ thêm vào bay tiếp, nhưng lát sau chai rượu cũng nhanh chóng đốt hết. Chiếc máy bay bị gió thổi mắc lại trên đỉnh một cành cây, hai người bắt đầu trèo xuống dưới. Anh Stephen thì không sao, nhưng cô tiến sĩ thì hơi căng, cô phải về gấp để còn phát biểu. Đường cái gần nhất cũng cách tận 300 dặm, con tắc kè làm tiến sĩ hết hồn con chồn. Rất xin lỗi đã làm anh ướt gáy. Bằng kinh nghiệm của mình, anh Stephen cũng biết đây là giữa hoang mạc Kalahari, sẽ mất khoảng một tuần để họ đi bộ ra tới khu có người sinh sống. Hai đứa bé lúc này bắt đầu lên cơn khát, chị em trèo vào thùng nước uống ngon lành nhưng giờ làm sao để lên mới là vấn đề. Phía anh Stephen cũng phát hiện ra họ còn một căn xăng, giờ cần tháo chiếc máy bay mang xuống đất thì họ sẽ cất cánh được. Nhưng cô gái ở dưới đất thì không ổn rồi. Một con chuồn cười nhìn cô chảy nước dãi, nữ tiến sĩ thoát một cái lên cành cây. Vấn đề nan giải hơn nữa bây giờ là cô tiến sĩ đang rất buồn ỉa đái, cô nàng phải cuộn dây xuống, bất ngờ là cái váy nó bị mắc lại vào cành cây. Quay mặt đi đừng có nhìn tôi nhé, con chuồn cười lại được một trận không nhặt được mồm. Sau đó nữ tiến sĩ bắt đầu hành trình ỉa đái, bất ngờ một con tê giác chạy đến đuổi theo cô, cô gái lại tót một cái lên cây cao. Sau một hồi vất vả thì nữ tiến sĩ cũng vừa xong, giờ tiếp theo chúng ta sẽ cần tìm đồ ăn để sống tiếp. Hai người nhìn thấy một ổ trứng của đà điểu, cô tiến sĩ phải đóng giả con đà điểu mái để dụ dỗ con trống rời xa ổ và để anh Stephen đến lấy trộm. Nhưng không kịp rồi, con đà điểu nhanh chóng quay lại đuổi theo, rúc vào lùm cỏ thì nó chạy sang phía kia chặn đầu. Quay sang đầu bên này thì lại gặp con báo xem chết, may mắn rằng lúc này vài con khỉ cũng đến lấy trứng. Vậy là anh Stephen được giải thoát thành công, lấy được quả trứng về liên hoan xác thịt. Hai chị em lúc này uống đã no nước, cậu em đẩy người chị gái lên ra được ngoài. Sau đó đứa chị thò khẩu súng xuống cho đứa em bám vào để kéo lên, đoảng một cái hết cả hồn. Cành cây gì mà nổ to thế chứ?
Quay lại với hai người, con tắc kè lại xuất hiện và nữ tiến sĩ lại cho anh Stephen được xông mũi. Đứa chị lát sau thông minh hơn thành công giúp cậu em được ra ngoài. Một lát sau hai người vẫn nướng chín quả trứng và nhét cho no bụng, chỉ khổ thân hai đứa trẻ đến tối rồi mà vẫn chưa được ăn gì. Anh Si thì vẫn tiếp tục đuổi theo. Sáng hôm sau hai người đã tháo được chiếc máy bay xuống, giờ họ cần tìm một nơi rộng để cất cánh. Nhưng một con lửng mật lại cắn thủng lốp bánh xe. Ai cũng biết con lửng mật là sinh vật bố láo nhất quả đất, hắn có máu liều lại còn lì lợm. Anh phải đưa cho nó một cái giày để nó cắn cho sướng miệng. Nhưng một bên bánh xịt khiến nó không chạy được thẳng, anh Stephen đành đục một lỗ cho thân xuống để chạy thay bánh xe. Thế quái nào mà nó vẫn cất cánh được nhưng khốn nạn thay anh lại không bám được nên bị tụt xuống dưới. Cô tiến sĩ không hề biết lái chiếc máy bay kia, thế là lại bay sâu hơn vào trong sa mạc. Nữ tiến sĩ bấm nút thả dù cho chiếc máy bay rơi xuống. Sau một hồi rơi thì nó cũng mắc lại ở một cành cây nhưng vừa bước xuống thì lại nhìn thấy một con báo. Thôi em ấy lại tót vào máy bay đóng cửa lại. Con báo thò cổ lên nhìn hàng. Nữ tiến sĩ hoảng ấn nhầm nút khiến chiếc máy bay bay vòng vòng, lát sau nó cũng rơi xuống nằm im. May mắn có một anh thổ dân đi qua, cô gái đưa tiền và nhờ anh này đưa đi ra đường lớn nhưng ngồi kiểu này đúng là mỏi hết cả vùng kín. Lát sau không chịu được nên cô gái phải đổi kiểu khác. Anh Stephen lúc này quay lại lấy cái giày nhưng con lửng mật cứ nhất định gặm lấy cái giày của anh, khiến anh chàng phải lết cả nó theo trông đến tội. Anh nhử mồi cho nó ăn rồi bỏ chạy thục mạng, con lửng mật cũng cố gắng đuổi theo chiếc giày bằng được. Cho đến một lúc nó gục ngã vì quá mệt thì thôi. Anh da đen đang chở cô gái bất ngờ gặp đàn voi khiến cô gái phát hoảng. Vụ tai nạn làm chiếc xe của anh thủng lốp. Thôi thôi méo chơi với cô nữa đâu phức tạp lắm. Anh Stephen thương con lửng mật quá đành cắp nó theo, cho nó vào bụi rậm. Sau lần đó nó mới chịu buông tha cho anh. Ở phân cảnh khác, một anh điệp viên nằm vùng đang bắn nhau với trinh sát của nước láng giềng. Anh Si vô tình đi ngang qua xen vào giữa, nhờ thế mà một anh khống chế được anh lính thành công áp giải anh ta đi. Đến cảnh hai đứa nhỏ đang hái quả thì đứa chị bị cành cây gạt lại rơi xuống đất, vậy là chỉ còn đứa em ở trên xe. Anh Stephen thì vẫn mãi miết đi tìm tiến sĩ mà chưa thấy, trong khi tiến sĩ đã tiến đến được một cối xay gió bơm nước. Sau một hồi vất vả tranh giành cái ống bơ với lũ khỉ, cơn gió may mắn đã khiến cánh quạt quay để bơm nước lên. Tiến sĩ lúc này như một người phụ nữ thèm khát. Tất cả nước nôi cứ thế tuôn trào lên hừng hực. Những lũ khỉ chưa thấy con gì trắng và xấu như con này. Phía anh lính lúc này đang bị áp giải liền chạy vào một bụi rậm xuống thoát rồi lòng vòng ra được phía sau, trèo lên xe thành công rồi lại khống chế áp giải được anh kia. Lát sau cô tiến sĩ cũng thấy một vệt bánh xe, cô liền ngồi đợi hy vọng nó quay lại. Từ lúc này Si cũng vô tình đi ngang qua, Si chỉ cho cô gái nơi lúc nãy có hai người đánh nhau. Nhưng cô ta hoàn toàn rốt nát không hiểu mình nói gì cả. May mắn lúc này anh lính cũng áp giải tên kia quay lại. Anh ta liền tranh thủ ôm chầm phía sau tiến sĩ. Si thấy mấy người này bất lịch sự nên bỏ đi để tìm con gái. Tiến sĩ nói tôi là người Mỹ, anh lính biết vậy nên bỏ mặc hai người bỏ đi. Tên khi sợ ở lại sẽ chết khát nên thả đi theo làm tù binh còn hơn. Cô gái bực tức và cho hắn một cái. Loàng ngoàng anh lính còn lại chạy vào cũng bị ăn vả. Lơ ngơ một hồi thế là kẻ thắng người thua lại đổi vai cho nhau. Anh lính lại nấp sau để ôm cô gái. Bỏ súng xuống đi. Ok, giờ tôi chỉ muốn về nhà thôi. Còn tôi thì phải về New York sớm đây này. Tên ngố lái xe nhưng đi sai hướng do cái cốc sắt để cạnh la bàn khiến nó sai lệch. Giờ phải quay đầu lại, cậu bé cũng tranh thủ chạy thoát luôn. Chồn cười sẽ không tấn công loài nào cao lớn hơn nó, vậy là cậu bé lại thoát hiểm. Còn anh chàng Stephen thì đã kiệt sức, ngã quật xuống đất. Si nhìn những dấu chân liền biết là của một người sắp chết. Anh liền theo dấu chân đến cứu người này. Phía hai anh lính vẫn cứ tranh giành đánh nhau, cô gái điên tiết lấy súng bắn dọa rồi khống chế tất cả. Bắt cả hai tên kia nắm tay nhau lái xe đến chỗ máy bay. Si lúc này vùi anh kia xuống cát, rồi cạo lấy nước cho anh uống hồi sức. Ba người trên xe lúc này quay lại thì gặp anh Si. Anh liền ra hiệu cho cả ba người theo anh để gặp người cần cứu. Ba người lát sau cũng tìm đến chỗ anh Stephen, cho anh uống nước thì liền tỉnh lại như sáo. Si lúc này cũng gặp được chiếc xe kia. Anh nhanh chóng đuổi theo trèo lên xe nhưng không thấy hai đứa trẻ đâu cả. Si trở ra phía cửa kính làm hai tên kia giật mình phanh gấp khiến Si bắn ra ngã xuống dưới. Thằng cầm đầu sợ Si đã nhìn thấy đống ngà voi nên phải khống chế để bắt trói Si lại, rồi cho Si lên xe chở đi. Vô tình chiếc xe này lại đi ngang qua chỗ bốn người đang xịt lốp. Cô gái ra hỏi mượn bơm nhưng Si nhanh chóng nhảy xuống khiến đám kia phải bắt cô gái để khống chế. Tên còn lại cũng lấy nốt khẩu súng, giờ sẽ trói hết chúng lại thành từng cặp. Thằng đầu hói gọi cho băng nhóm nhưng không có sóng đành bỏ lại đàn em để đi lên đồi cao có sóng. Tên ngố ở lại cho súng vào quần. Nhưng đói quá nên quần lỏng tụt miệng nó xuống dưới ống chân, thỏ tay súng lấy thì nó lại cướp cò. Thế là hai người tranh thủ đè hắn xuống và cướp luôn súng.
cả đám nhanh chóng trốn chạy hết. Thằng đầu hói lên tới đỉnh đồi nhìn xuống thấy đám người đang bỏ chạy liền vác súng ra bắn xối xả. Do trói ngược nên cứ phải cõng nhau mà chạy, hai anh lính thì đổi nhau thay phiên cõng. Những nữ tiến sĩ thì ngon lành dạng chân trên lưng anh Stephen, chả phải lo nghĩ gì cả. Thằng đầu hói chạy tới chỗ đám người liền tưới xăng đốt đám cỏ cho mọi người chạy ra, nhưng bất ngờ là đàn sư tử lại chạy ra khỏi đám lửa chỗ hắn. Nhóm người lúc này chạy cũng kiệt sức rồi mà lửa thì cũng cháy gần đến nơi. Si lúc này mới thể hiện bản lĩnh, anh đốt một đám cỏ trước mặt, khi nó cháy trước đi rồi thì sẽ không thể cháy được nữa. Đám người sẽ an toàn trú ẩn trong chỗ này, gọi là dùng độc trị độc là đây mà. Anh tài xế lúc này cũng chỉ cho Si hướng để tìm thấy bọn trẻ, Si tạm biệt mọi người và đi. Bốn người cầm súng quay lại tìm tên đầu hói, hắn cũng cầm lấy khẩu súng bắn dọa làm đám người chạy tán loạn. Hai người nghĩ ra cách chạy xen kẽ loạn xạ, đầu hói cũng không biết đằng nào mà bắn. Thế là bị anh tiến sĩ móc lốp cho phải đầu hàng. Hai anh lính lúc này với hai khẩu súng để khống chế nhau tiếp, nhưng giờ là lúc họ muốn bỏ hận thù để thoát khỏi sa mạc trước đã. Hai chị em lúc này cũng tìm thấy nhau. Anh lính cũng kèm hai người trên ô tô để cho hai người cất cánh. Anh điệp viên của hai nước lúc này cũng chia tay nhau về nước. Người còn lại bắt hai tên động vật tặc về trại giam. Liên Hiệp Quốc đang nhóm họp để tìm hai người thì nghe tiếng máy bay chạy ra coi. Hai người thả dù cho máy bay rơi xuống, nhưng chuyện đáng tiếc lại xảy ra. Nữ tiến sĩ không may bị tụt xuống cái lỗ. Cái tội mặc váy mà lại cứ thích đi xe ga, làm cho cả Liên Hiệp Quốc được một phen mù hết cả mắt. Đúng là gió với máy, cái gì cũng thích tốc lên là thế nào chứ. Còn Si lúc này cũng tìm được hai đứa con của mình, một hành trình gian nan sau đúng 2 ngày chạy bộ. Phim đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay hãy đăng ký kênh ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại!